nhé. Bật lên này. Nó khởi động này. Được chưa? Bơm này. Đấy, bơm xong lỗi. Rồi. Rồi mình test lỗi, nên lỗi gì? Rồi, tắt đi này, bật một lớp này. Cái này cái không khởi động một lúc. Cái này cái này. Để tìm lỗi. Đang chạy nhé. Quay 9 nấc nhé. 1 nhé. Cái này nó không chạy như cái nhà của ông kia, nó cứ chạy từng cái một giờ. Thì đúng cái không? Này, cái này nó báo lỗi bằng cái đếm này. Giờ bắt đầu đếm này. 1 1 này, 2 này, 3 này, 1 này. 1 xanh đúng không? 3 đỏ 1 xanh. Thì 3 đỏ 1 xanh nó là lỗi 31. Lên mạng tra cái lỗi 31 của cái máy này là gì? 85 máy EWF 8555. Đấy, lỗi 31 là lỗi phao không? Con này nó không chạy như con của nhà kia, nó cứ vòng vậy nhỉ? Để anh thay thử phao này nè. Không ăn không? Đút điện đấy. Cho bác thử nha. Bạn ra một lúc. Dạ, văn đi này, dạ, cho nó thử luôn. Đó. Dạ. Đây, đúng lỗ phao. Thì xét trên mạng ba cái đèn nháy này. Mình cứ đếm theo cái đèn nháy nó là được.